Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho anh em tham gia trên này góp nhận 4 túp cần CPKT từ một dưới chanh wallet. Tất cả các anh em để tham gia nha. Hôm nay biết link mô tả như video của mình mở ra muốn start các cái bot nè bạn. Một túp cần CPKT khoảng 50 đô ạ. Rồi bấm cho này góp nha bạn. Rồi bấm lưu cấp trang bạn. Con túp cần này vào ngày 22 tháng 3 nó cho góp tiền về là khá là ok nha bạn. AF còn chạy một xíu nha bạn. AFF AFF T4 cảm ơn người support nha bạn. Tiếp tục cảm ơn John cái kênh trailer nữa nè bạn. Ok từ một cái xem wallet này mình đã chọn gọi hay sao ta. Như bạn chọn gọi bạn mới đáp lại nha bạn. Bạn bấm đòn. Tiếp tục bạn chọn tiếp kênh trả lời nữa nè. Follow luôn. Bạn follow xong các bạn mới đáp lại nha bạn. Bạn bấm đòn. Tiếp tục bạn subscribe kênh YouTube, like, share video của nó. Của nó nè bạn, xem hết video của nó luôn nha bạn. Nhấp vào. Các bạn đăng ký nha bạn, rồi bạn xem hết video của nó nha bạn. Rồi các bạn chia sẻ video lên tại Twitter nha bạn. Sau khi bạn dùng xem hết cái video của nó các bạn bắt đáp lên nha bạn. Các bạn nhập vào kênh của bạn nè bạn. Các bạn vào kênh của bạn nè bạn. Các bạn bấm vào ba và trên cùng nè. Các bạn bấm vào chia sẻ nha tất cả các bạn. Các bạn sao chép liên kết lên nè. Rồi bạn gửi tất cả các bạn mở bot bằng máy nha bạn. Bắt đường link YouTube của mình vào đây nè. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục cần dùng địa chỉ BNB, Smart Chain, dùng địa chỉ Sophie Bank hoặc là Chocolate nha bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ Chocolate nè. Các bạn bấm vào dấu gạch nè các bạn. Các bạn tìm kiếm chữ pin Smart Chain, Smart Chain BNB rồi bạn bấm mở ra các bạn. Rồi bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này nè các bạn. Rồi bạn sao chép lại nha các bạn. Rồi bạn gửi cho. Đây. Mình dán vào nha bạn. Bạn gửi cho bot nè. Rồi bạn bấm vào xác thiết để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok. Mình đã nhận được 4 tục cần CPKT này. Quyết giao vào ngày 22 tháng 3 năm 2021. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo của mình nha.